Hoài Ờ, luôn đúng á đó, rồi, luôn chính. giống Giống như vậy đánh vừa hôm anh nói vậy, làm gì luôn á, làm ra dấu dáng đó. ra ngoài luôn á. Rồi bà em Con vô ra. chứ gì, con chấp về giờ về luôn hả? Con ai thì ngồi con vô, ví dụ con vô con chấp về giờ con Tuấn ngồi ngoài, Tuấn ra rồi, khỏi cần chỉnh. Nhưng mà chung tiền nhớ đưa qua đây nha. Đưa vòng xong cái máy phải không? Đưa ngay bàn bàn xị như cũ ha. Đừng có quăng trước. Ghi đó rồi. Phải ghi mẹ đó. Có sao, đừng xấu ai đâu mà ngồi hoài. Mình nói có khởi, mình nói là tại vì tôi nó xạo cho nó vui. Nói không sao, anh đừng có làm thôi. Đừng có làm thôi. Kết nói cái máy này. Cái máy này không ra bỏ riết hết pin rồi. Đi nó bán lại. Ở đây cái ba đó. Trời ơi, đâu mang hàng. Không mới về, thằng Hương Vinh mới về kêu mày lên nữa. Dũng à, Dũng, Dũng Chim nhóc á. À, Chim nhóc với người già. Có gì nữa, con ăn không, có loài không? Rồi, Hương Vinh ăn thằng dân mà, phải không? Rồi các bạn. Các bạn hả? Các bạn hả? Mà thi đấu ăn thua gì cỡ giờ mấy anh không ăn nhiều khi vô ăn 4-5 không lùn lại 50 tới hồi nghỉ vẫn còn lỗ chết chất lại 50 ăn thua lẹ lắm ý lại 50 đó rồi mà có gì đây tắng ăn không tắng ăn gì đó cuối cùng mà một mình vô gánh nợ vì sao mình lồng vô làm cho chơi vi sáu nếu nào khó cứ ngồi 5 phút rồi. Ủa đi ăn thấy gì anh Hậu? Ủa anh đi ăn thấy gì vậy? Cũng biết chốt luôn à. Ở trong quán đó. Đi đâu rồi quay lại anh à? Đó đó không phải, của quán lại quên đó. Lâu mà anh có bao giờ không? Anh hỏi người ta đừng phút quẩn đất á. Mua 2-3 cái luôn hả? À, cái này mua là của mình kia mà mình chưa có biết xài. Cái điện thoại hả? À. Đeo khẩu trang mà kháo gì đỡ vậy cũng như được không? Không à, áo qua hở chút xíu rồi đeo lại. Vui chút đeo lại. Hút thuốc mà. Tông xà tông hả? Ý trời ạ, khi phải là thuốc trang đó. Trong cái thời gian hút thuốc là virus nhảy vô. Ủa qua cũng chết. Bữa qua có mà hai một là ăn đây thì mắc công dí nó hồi cũng lấy lại, hai là chấn nước. Chấn nước là chạy đầu. Bây giờ nó có ăn xuống đây thì mình thục chạy thì giữa con khóa ngửa với con ấy nó không phải chả đi thằng thì nó cũng để lại. Cái đất về chú. Cái đất về. Giữ ha. Không, giải thích nhưng mà bấm đồng hồ rồi. Không. Chỉ đừng đừng có quên bấm thôi. À, để lâu lắm à, không hết pin pin còn thật hay. Mấy cái này mà chút xíu quá. Bấm cái gì đó. Đường mà em đi kiếm bà nào để vô trong thử. Cái đường kia là cái đường đi.
ngay cho bà nghe nó cũng trăm đô nữa. Quan trọng micro á, hai cái micro á, bán lại mình có triệu mấy à? Quan trọng là điện thoại mình nét bao nhiêu thôi, ha. Đi có mà trong cái này hãy nghe gọi mày đi hậu thần mà hậu thần không biết đi qua quán bà kè à, giờ nó chạy ra đây bà kè cái này sao đâm xuống là được mặt lên sát bên đâm xuống là tắt đây có mấy trăm mét con cái khác để mày không nói chuyện con cái khác là nó rụng kim cái này ăn về sẽ lắc bao em vô cái này năm miếng chạy qua chạy lại em tới 7 phút giờ hơn giờ 7:10 hơn con quay xe nhanh á từ từ được chết rồi chạy qua chạy lại mà đâu có gì đâu quýnh anh đâu tính anh bao nhiêu đồ cả đầu đều mình cho anh rồi giờ nó phải làm lại làm lại đi bay làm xuống cái xe phải tay nữa cái mình xúc tướng ra đụng quên tính cho pháo giả nó còn đưa vô gặp tôi luôn cũng vậy cỡ hết nước thấy mệt đi chỗ khác trả nó câu giả phải đỡ trời đó con ngựa nó về nữa đỡ vậy mình có này hay lắm thằng kia không có nhúc nhích gì nữa hết á không có làm gì mình hết á ăn sao lên đây rồi tao xử mày chứ có cái gì mà có sợ cũng được mà tao xuống tao thi xe mày mày còn lép nữa nè mày kêu ăn đây này tao ăn đủ mày mà thảy ngựa vào đây mày hết tiền liền nó ở đó mày dám tao chấn đây là ngựa mày hút xác kêu ăn cho này lên nè mày chết mới được mà lái xe thì mày xử nó bị văng ra đó coi chừng bị văng ra đó alo tôi đang ở quán cờ đây nè đang ở đây đang xài wifi hả ba g bốn g có nhưng mà đang ở quán này tôi có nhập wifi vô rồi nữa hả đâu liên quan gì tao tháo mà ăn cái giả mà làm gì kìa không có sao mà mình xuống trang rồi mấy cái lỗ á cái lỗ dở ra cái hút vô hút mà họ thở nó cầm rồi nó mở ra mình vừa cái lỗ ở trong kia không uống trong mà lấy băng keo qua dán lại mình nó khói luôn quá bệnh chết rồi để lưng nè bị cứ văn ra ngoài để đây em làm cho hết văn à ông anh nói bây giờ bỏ bỏ ba tắt 3G đi tắt ba đúng rồi xài qua 3G không phải anh tắt 4G đi anh xài wifi
Hai cái đang chạy, có khả năng là nó chạy cái 4G, nó không chạy wifi á. Thường có wifi là nó truyền, wifi nó sẽ ưu tiên hơn. Nhưng mà anh mở wifi nó mạnh hơn và đỡ tốn đúng không? Ờ, anh mở thường, thường có wifi là wifi chạy cho nó là không đâu là mệt hơn. Mở máy lên. Em thấy mà vòng vòng nó cánh nó lên. Ờ, lên phá lỗi. Nói bữa ba nói gì cái gì. Nó thêm đó quýnh. Đó, anh tắt rồi đó, rồi vô đi. Vô đi. Không, anh coi có 4G còn không? Wifi nó mạnh nè. Không, tắt wifi đi. Có bút. Bút, tắt 4G rồi phải không? Rồi, vậy là mảnh cỡ còn hơn. Không có, bây giờ anh mở lên đi, mở lại, mở lại. Thì mở rồi nè. Đâu có, mở rồi nhưng mà cái này nó không vô lại cái. Nó đang bị ấy mà, vô lại, nó bị văng ra. Rồi, anh để đây đi, anh đừng có tắt vậy đây. Anh để đây, nó bỏ nó vô. Anh đừng có tắt. Cứ bỏ vô anh phải không theo dõi gì cả. Cái này là ngụy trang đồ. Biết. Rồi bấm đi. Bấm thời gian cho nó chạy. Bấm ở dưới, bấm dưới cái. Ừ. Rồi được rồi, được rồi, bấm cái. Thì có khi mình tắt máy á, nó bị Thấy không? Giọng như bể sĩ mình thấy đâu mà. Em muốn thấy đâu thiếu mà thấy coi. Thiếu hả? Nè, anh đợi thấy không dám kêu chốt mà công dở chốt xe nó xuống giữ tượng đúng không? Đúng không? Thấy kêu đứng ra cửa. Đại ra mắt cửa. Rồi sao rồi không tốt nữa. Rồi anh nhanh lúc bên này sao tôi kêu kìa. Anh đó mà cua mới sợ á, dáng này. Anh rất đứng xuống lên đầu biết được là chiếu. Đây là tao tính thôi mày nhá. Người ta không sợ luôn. Em tưởng anh. Đây đấy là thấy xe nó tới. Sài Gòn đi đây bởi vì em căng xe đâu biết đâu xe luôn. Nó có cái đường ngã tư cao tốc Hà Nội băng qua đường hướng Bình Dương không? Mày nghe mình nhé, cũng dở, ta đè đi ăn đây có gì ra phía xe, nó chỉ cho mình kính quá. Đâu sao được dướng chút đầu ra. Mày đè tao phải chạy ngựa chứ tao thôi dám. Bỏ lùi sao nó bộ bỏ lùi đè bỏ lùi chạy ngựa luôn chết rồi đè em nhảy con ngựa lên rồi chiếu lum la đâu có đỡ nó đỡ lắm chiếu đây đi không chiếu kia kìa đúng rồi làm lúc đêm biết đêm giờ chiếu kia rồi chứ bên đây chiếu đây mày ra đây bây giờ ra tướng trước đi. Thấy chiếu quá không trời nó chỉ chiếu thấp mấy ngày nó không buồn. Chiếu đó. Đủ mày nằm giữa lộ để tao đắp chiếc chiếu đó cho. Nè chiếu một cái đi nằm giữa lộ tao đắp chiếc chiếu qua chạy về đây tao bắt đi cũng trả lời chỗ cũ nữa. Làm ba cái mày trả lời chỗ cũ mày đứng nữa. À, giữ ngang này giữ kia hay lắm. Hay liên hoàn quá. Ờ một không nhân vô nha. Còn có cây gậy kia còn tới bốn cái mày quên đi. Ờ không mà chuyến gì làm không gì ra đi vòng vòng chơi vòng vòng chơi thấy gì đấy tao cũng không có chuyện gì làm tao vòng vòng chơi vậy mà sức tưởng ra không. Chết chết mới nhảy vòng vòng mọi người thấy ta thấy nhảy nhiều quá mày có làm không nè vô nghỉ vô
xíu này. Chú mày hay quá ha. Để tao coi đi nước nào đây. Thấy không? Bác sĩ. Mày đừng bác sĩ. Đúng rồi, nãy mình mở tới hai mạng ha. Hàng chi nó mất á. Hai mạng nó cũng dễ bị. Đúng rồi, nãy mình quên mình sơ ý á, sẽ có hai mạng tắt bớt mạng. Cái này yếu, cái này chập chờn, cái này chuyển đổi qua lại cho nó dễ bị mất. Bộ ngồi trên máy hoài sao ta cứ không thấy mình mất hình không điện, nãy giờ không điện mấy lần. Không. Không, với lại anh tắt máy xuống là cũng 10 điều à. Giờ quýnh với anh 10 điều luôn ha. Ừ. Này ngon quá ta. 10 điều hả? 7 đi, 7 là vừa rồi. 7 điều hả? 7 điều. 7 điều đi, 10 điều. 7 điều cũng được. Chấp nó tiền đấy. Ờ, 7 điều là vừa. 7 điều. Đúng rồi, dân chấp tiền là đồng giờ phải rồi, nó hay. À, dân với lại quen hơn. Vậy là 7 điều đi. Vậy là mơ mốt mày có vô gặp dân là quýnh này luôn, 7 điều. Thấy không? Phân tiêu 7 điều luôn. Không, cần nhanh quýnh, mấy 10 điều thì được, quýnh được chứ 7 quýnh lại. 7 điều là vừa rồi. 7 quýnh lại. Đúng rồi, 7 điều dân chấp mày đi tiên. Dạ. Hỏi mà con chỉnh hộ. Rồi giờ không nó chỉnh 10 điều kìa, 10 điều kìa. Đó, 10 điều rồi gặp dân mình quýnh 10 điều luôn đó, vậy đó. 10 điều thì khỏe, mình đâu có thua rụng kiếm đâu sao. Đi đi. Ủa chốt gác tượng gì đi, biết chắc mà không dám vô pháo đầu. Không có vô pháo đầu mình không sợ, khỏi mình dẫn chốt đầu. Không. Cái thủ kính ngang giờ hay thì thôi đừng chịu quý mày. Quý gì đâu mà tao ơi. Cũng đâu dám lên chứ gì đâu. Hàng nào lên tao ơi. Chặn ngay cổ chạy xuống hết. Chợm chợm đây ngó mình đưa chạy xuống. Lên nhịp chỗ kẹt. Ghê vậy ta. Lâu nãy thì cũng được. Bác nó quấn lại. Không, mình không thấy. Mình thấy xe đi nó tránh bên đây đấy. Rồi.
quê với vợ con thì tới trường học của quê về qua thì hơi chục mét thì được đấy. Có người nào chọc lên thằng cho thấy bây giờ cứ kéo dài thời gian mà những giờ tới những giờ đâu có mang rồi đi về lên đi về đi về rửa mẹ đây là gan đó của mình. Nó cho đủ tù chung thân luôn mày. Không ngỡ mà nhà qua phải cho xử tù chung thân nữa luôn. Không khó mà được. Được, nhưng mà coi chừng chết con thôi. Mày tao mới nói chứ Lộc tao im liền tao ăn luôn. Tao có chuyện quá. Trời ơi, ngựa ăn quá. Chết làm rồi chứ rồi. Dạ. Lao, giờ mai còn lao. Lao. Đi. Rồi, chứ việc. Ăn không? Bí ha, bí, tao làm nó nghe cái phúc, luộn trái bí nó chứ. Không có chú cháu gì á, mày leo tướng lên mày dám ăn một pháo đâu, mày chú cháu nè, xíu. Trời ơi, chống, máy cũng chết nữa chứ, ở đây mà chống. Chết chưa, chết chưa? Chết thì chết rồi đó. Dạ, ăn ngựa đó chúc mày thượng lộ bình an nha. Không, ăn phải chúc nó đàng hoàng nó mới ăn. Đi được mạnh giỏi đâu, ăn vô, ăn ngựa. Vô ra kìa. Rồi thôi xong. Chúc thượng lộ bình an cũng được. Nghèo cái cầu kìa. Gì? Gặp lại không? Ừ. Hai cái chân mỗi bên 5 phút chúng mình lên chân gì đó. 6 phút đi. Thôi 5 phút à. Bữa kẹt kia 5 phút rồi. Chốt, có đồng hồ không? Điểm đồng hồ đi. Đồng hồ đây á. Đồng hồ thì đâu có liếu. Trời ơi, đủ mối cũng nhiều quá trời, tôi không có ăn. Giờ xử mày, thôi xử mày chứ. Chết rồi, tới rồi. Bắt xe tao tao chưa nói đâu. Vô vô nghỉ trang nữa. Có 2 phút rồi ta. Bây giờ tao bắt nào nó miếu hết chân chạy luôn. Ôi mối nhiều quá, sao xin nắng bầu chẳng hết nhiều quá ăn không hết. Ê, nó nói lúc nào cũng còn đó nó nghe. Rồi lại quên giang sĩ à. Thôi để đó đi. Xù à, thôi để đó đi. Nè. Thôi thì lấy chút là chúng đưa lại lấy đi. Đấy, chút đưa cho. Có đi lấy chút trả lại. Đừng bóp luôn tao, để bấm lại cái tự giá là. Nhân bật lại cho nó coi nha. Chỉnh hai cái đồng hồ đi. Phải không? Để 7-10 cái 10 đều phải không? Để vậy khỏi mất công cái mình lấy. Nè thì hai cái nè. Hai cái thì đâu phải chỉnh lấy cái 70. Cái ngăn lập nó biết nó bật vậy. Chỉ tắt tắt bật lên. Tắt bật lên là chơi thôi. Tắt bật lên cái bóng lúc này là nó chả. Tắt đồng hồ cái mở trở lên lại rồi. Tắt đồng hồ cái mà mở lên lúc này cho giờ. Giữa được ra bấm giữa đâu. Con đi
nó được á Lộc. Nó xanh lắm. Vừa cái thiệt mà. Chỉ cho. Thiệt mà. Thiệt mà. Không phải ngộm. Artiso á. Vừa cái á. Artiso cái mặt độ giang hồ á, nhưng mà nhìn mặt giang hồ nhưng mà nhìn khô à. Đi tôi cũng vừa đó, ba đứa. Thiệt ma, thiệt ma. Thiệt ma, tôi nói thiệt ma, tôi nói dốc đó. Nhóc cỡ này nè. Nó cỡ này. Nằm thử đi. Tính kỹ đi. Thì nó không bóp à, không, nó để sao nó dướng, nó khó ngồi. Nghe mẹ không ra được ra mà được. Thì mình đi tới dưới là phụ mình của mẹ. Ba nè, có người bán đất hả nè? Có người bán đất hả? Giá được không? Bán nhà hả? Ở đâu? Chiêu. Đường ngon không? Xe hơi được không? Được. Rộng không? Đất gì đất nhỏ. Bao nhiêu? 6 mấy mét vuông hả? Có nhà luôn hả? Bán bao nhiêu? Qua đại bán chốt. Hai tỷ hai hả? Nhà lồng hay nhà gì? 18 hả? 2 tỷ 2 hả? Thấy giá đó được không? Ở thôi hả? Chứ kinh doanh đâu được phải không? Mua ở thôi hả? An Sơn. Nghe đường Lê Phong thẳng xuống hả? 2 tỷ 2 hả? À, bạn anh hay là sao? À, nhỏ em cơ quan mua hả? Bí, thăm bí. Không ngoan nhịn móc ra đây chạy. Nó sau này giờ biết đấy. Đưa qua đây chạy đâu chết. Không rồi. Giờ có đưa chỗ em tới ăn đi, báo đi đâu đâu. Không biết đi đâu đâu. 2 tỷ 2 1 8 8 tỷ mấy vuông. Không ăn đặt đúng không? Đó là giỡn giỡn nhất. Xe không được ra. Những lời nước. Người bán là bạn của anh hả anh à? Nước vô đó là về ngựa ha, vô pháo có ra nước phải không, nước vô trời sao con xe đi nhiều dưới người ta chạy lần nào phải chạy vòng vòng đủ nổi tao bắt xe mày cái mà cũng tái giờ đó vòng vòng để tao bắt mày ra giữ. Chạy. Trước vậy mày tao đi khác. Không, thằng đó còn chạy thấy bận nổi. Không ngờ đi đâu tao không biết thôi. Tao đi đằng trước á. Có ủi tao ăn không? Tao cảm ơn. À thí xe nữa đấy. Tao. Không? Hơn được mấy mươi giây thế không? 70 mà thấy muốn ăn giờ rụng kim nữa. Mình không biết làm thua, mình cứ cái sầu quần chơi vậy thôi. Đâu đó đi buông tay ra, hai con nay một cái buồn. Trời ơi, đêm quay biết đêm. Được. Quá.
vô đây là ông lộn chút rồi. Trời quá. Để lên, thêm nữa để không giờ nữa. Thảy ngựa xuống, ta chạy ra, thảy ngựa chạy bắt, ta kêu Lê Thiên Vĩ tới á. Không. Bây giờ thảy ngựa về, hứng hứng ăn mẹ nó cũng làm gì. Thôi nó cũng rung kiếm. Thôi tao tao nhát ba vụ đó mày khỏi đường pháo qua. Tao là lẹ lắm. Giờ ý anh sao? Mà nó cũng đây bắt xe mình ta. Mày đường pháo qua rồi rung kiếm hết tao báo vậy nha. Rồi để được rung kiếm. Giờ tao thấy mày cũng rụng kim nữa tao sao? Cũng muốn ăn chào mà nó có cái tàn cụ lũ. Tàn vậy hả? À, vậy hả? Xe nó ủi chốc lên. Nó bắt xe mà. Thấy gì đó. Trời ơi, ủi lên đây này. Giọng một cái, tao cứ cà tàn hồi mày rụng kim hả? Hứng là chưa thèm ăn hứng. Thôi gì giờ thấy cho thiếu luôn giờ đủ má rồi đủ à chạy ra đi cho thông nữa hồn chạy vô cũng còn đó đâu mất mát chút đầu còn đó đâu có ai giành cũng không sợ nãy vô đó gì sai phải không thấy không được thấy con này xấu mà chấm hết rồi. À, chữ đây. Còn mới ngập đến thôi. Xuống xe giữ. Xuống giữ. Lên luôn. Trời ơi. Mình chịu cái cho nó bắt một pháo vô chứ đường nào khác mình kéo. Bây giờ hiểu nè. Bắt một pháo vô. Xe luôn chứ giờ là cút xe rồi. Đâu? Chỗ quy anh nào hàng ra mấy cây rồi, cây gì đâu không à? Lộn xuống đâu pháo là sống được con kia rồi. Nếu mà lộn con heo quýt xuống chứ pháo là sống rồi. Làm vô để lên mắt chết. Là chút giữa thì qua đi đó. Đồ quý. Trời ơi, đồ muốn rồi tao ăn rồi quý. Tao không thua trước á, phải không? Ăn giờ mà tao cũng bánh cà tan vậy. Tao chạy tao kiếm không giáp tao quýnh. Đúng mà đây đúng tao thọt lên sĩ rồi vậy tưởng đâu tùm lum đặt mày trong tình trạng báo động ngoài. Trời ơi thức đêm mới biết đêm đó thằng ra đi xe này á phút mới để tao coi nha mới đủ đường hết. Chết trời ơi có ăn luôn phát luôn quýnh quà. Trời ơi, ghê quá ta. Sao giờ muốn sao? Ăn luôn. Ăn luôn ép quá. Vô đây, đâu có ăn. Vô mày chạy ra, tao làm cái gì mày? Mày làm cờ tao dở như Phan Chi Châu vậy. Tao cứ tàn quầy, tao cũng ăn. Muốn ăn trong đẩy chút kia.
Hả? Đẩy thì nó chạy. Đẩy quýnh hết giờ. Xe nó chạy. Bây giờ tao mình đâu có thua đâu. Ăn à. Mày ăn kệ mày với tao. Tao đâu có thua đâu, tao sợ. Cái gì vậy? Sao mà. Đấy, vậy mình ngồi nữa hả ta? Ngồi nữa. Vì tao đâu có thua mày đâu mà vô. Rồi tao hai con xe mà đổ á. Mày xe pháo mà mày ăn tao hả? Đi qua. Quầy, ý là nó quầy. Quầy sao tao ra được? Quầy quýnh tiếp, quầy quýnh tiếp. Nó ngồi đấy hoài luôn á. Quầy quýnh tiếp. Anh tao ở đây có ghế, cái ghế sắt. Không, có cái cây. Quá cái cây này tao ngồi tới tối nó gãy. Vô đó ra chú Diệp. Quýnh đây, quầy quýnh nữa nè. Đúng rồi. Giờ quýnh đây cũng khó ăn rồi. Không, quýnh đại nữa. Mình không thua là được rồi. Quýnh vào quýnh bằng khác cũng ăn dở. Ăn với quầy, ăn quầy là được rồi. Không có đừng có thua. Qua mày chui giờ chú nó chạy xe ra thôi mà còn chiêu thi nó dễ hòa lắm rồi đó, tại mình hết chốt rồi mình xe đứng ngay đó mình ăn phá là hòa. Giờ cứ quýnh không ăn hoài, không ăn hoài đâu có thua đâu, sợ không có quay. Anh coi hỏi chú quán coi ghế sắt cho tôi mượn không ăn được cũng quan trọng chút nữa qua bên quán kia mượn cái ghế sắt coi. Chứ cái ghế cây này tôi ngồi tới tối chắc là nó gãy quá. Quýnh đi, hết dán đi. Alo. Trời ơi. Bên ai vậy? À xong chắc lộ rồi. Chiều này giống chiều hẩm rà quýnh quá vậy ta. Vô công quýnh rồi giữ khô. Kiếm cầu quầy với tướng. Mày ăn ăn lẻ đi ngồi đó. Tính nước cờ tôi như nước cờ của Phan Chi Châu không. Ly cà phê của ai ta? Không lẽ nó phải lên xe dữ, nó muốn nhìn mà. Nó móc người vậy, nó bắt máu này, nó chặt máu. Chả người vậy, bắt máu rồi, chặt máu. Có lời vô tâm, chặt máu, tắm khóa này lên nước giam. Mẹ ơi, chúc mày đâu. Thượng lộ mình đi. Đầu quá, mày chết cái gì. Mày dân có thời gian nó đổi đầu nó bắt con áo được quá mà đi luôn. À, cái mày lên mày ăn qua đây mày dựng pháo này ha, mày cũng có nhiều nước hay quá. Thôi mà đúng xe dung dữ rồi mà tao thấy mày chắc tao thượng lộ bình an. Mà thấy không? Mà có khi nào mấy nước địch thủ chỉ mà người ta đi không? Đúng rồi. Mà chỉ là mấy đường chết không á, chú vô. Đi luôn. Chết chắc gì đâu. Hay quá ta. Này hay hơn là nhỏ nhiều mà nghe. Còn nhỏ nó đâu được, không có hỏi. Đâu có hỏi. Thử hết mặt ra. Thử chết anh này. Đó, nghe tao ngon. Đi. Nhanh rồi.
đi về. Chú không dám ăn rồi hả? Giờ chiếu dám luôn. Ăn đây luôn. Rồi đâu dám ăn đâu. Lúc này ăn có chú không có hỏi. Có mày thấy hả? Người nào thấy rồi ăn chú chiếu rồi lúc sau rồi bị cầm đó sao? Đâu dám ăn được rồi. Ăn vô nước tắm bắp báo này rồi mạnh nè. Hàng này là phải không biết bao nhiêu con mà tính luôn á. Đâu mà con giống này rồi. À ở chết, ở chỗ né qua né lại con văng nghe mày mở đất văng trên đất địch văng trên đất địch nha bệnh rồi để tôi tiếp về trước rồi lát mới ra chút xíu chưa nó mới ra mày bây giờ tôi tiếp trước bây giờ 48 đi lên nữa thì 48 hoài thì 47 mua mười mấy bán vừa lên 48. Ê bữa hai dẫn cuối hôm qua anh Quang anh đương sĩ là ông một sĩ ông qua anh trả tương sĩ nó còn nữa à thì con đưa cái phần nó không à thì còn nữa còn ông sĩ á còn nữa à nữa cái phần nó có chương trình lục đặc vàng không thấy cho chai nước suối con chữ hay quá dưỡng nhiều con quá ha chữa đâu mày khổ lắm ngựa mày mà tao đã dí rồi thì đừng có mong dí rồi dí châu vô chùa để làm quá là à, thấy mày sợ quá đừng chỉ tụi lại đó vậy ơi đây quán bà sâu đâu kiếm mày ha. Chạy, tao chạy mà, tao chạy kiếm mày để lâu quá tao nhớ. Đi quán bà sâu lâu hả? Ờ, chạy lên quán bà sâu lâu kiếm nó. Thôi giật ngựa chạy đi mày ơi. Tao đâu muốn ăn ngựa đâu. Tao hiền chứ, tao kêu ngựa chạy luôn. Ê, pháo này chạy mày. Tao đi nhiều nước cần dân đủ có dân ngồi coi anh lẽ tôi không đi luôn không mấy nước này đâu anh nếu dân tôi biết dân ngồi coi tôi không đi đâu quê thì thẳng con đi quê con này chui vô kẹt nằm nãy giờ tao biết không rồi lộc lấy pháo kia ăn vô là u phế rồi ăn vô cái thắng xe lên bắt liền chơi chỉ ha chạy 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 chút vô đây thôi chạy 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 coi thêm nước nữa đó coi lên cờ luôn à tao đi nhiều nước cờ thấy lên cờ bây giờ nếu mà quýnh sĩ thì quá đơn giản quýnh sĩ là đi buôn vậy à 50 xu mày lời có nửa xu mày lời nắm cắt luôn chứ nữa đó không phải thẳng con mà thẳng con ráng kiếm quê nữa chỗ quê nữa con căng đi quê. À, nếu dân là móc của quýnh sĩ là lợn chút lợn chút chiếu lợn chút chiếu lợn chút chiếu quýnh sĩ cũng ngon nhưng mà để từ từ lâu lắm giờ ăn ngựa lên bút xe ăn xe về chết này 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 đó về anh giữ pháo giờ ăn ngựa lên không đồ ăn vậy mình lỗ con sao mà giật về đây sao cái này nè thi không thi ngựa chạy qua quýnh này à
Yo, tao quýnh lại hoài vô coi nè. Gì là ghét ăn lên xe tao nhảy bắt hai cây. Nhảy lên bắt hai cây, bắt báo bắt được. Thôi. Gì vậy? Vậy thôi mình thuộc về mình thủ, đúng không? Đồ mẹ thủ nó ăn vô rồi quýnh về cái pháo là tao hết đường chạy luôn nè. Có đi nhiều nước cờ. Học dân. Học ấy. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Khoan để tao coi, thấy không? Giờ xỉ được rồi giờ. Thấy không? Chưa? Bây giờ mình nhấp đâu? Xỉ. Xỉ là thấy không? Thích quá. Đây đi, đây nó cũng không dạng nước, nó giữ nữa. Nó có nhiều quá hoài à, ngựa kia không có lên để coi này, mày không nghe vậy. Không, không, nó có đường đi mà, nó có đường đi mà. Đây, đây. Băng này chứ. Bạc này chứ. Chấn xuống, ngựa nó ăn mình ăn, khó là chạy đấu. Thôi. Về đâu về đừng ngựa mày lên ha, lên đi. Chiếu nữa không? Chiếu nữa, cho chiếu nữa. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Tự nhiên cầu ngon luôn ta. Ờ, chốt luôn. Vậy á, tự nhiên cầu ngon luôn. Thì đúng, cầu mày tự nhiên. Cầu mày tự nhiên ngon lắm, tao biết là rất ngon. Mày cứ đi đi, đi chốt nữa đi. Nó đây quýu một lát. Trời ơi, cái này đủ mà lo chạy thấy mặt cũng nổi. Ở đó. Tao đưa đây chạy đủ bỏ em này lợi giờ. Ở đó. Tao nói rồi. Phải tao giấu lại tao con dân ngồi coi mấy nước này quýnh lẫn mày. Đi đi Trung Quốc quýnh cái đủ. Nè tự động nha, kêu ngựa lên nè. Nè. Trời ơi. Đồ có lù. Cầu cầu. Chồng con nhảy mấy cái là chồng xúc mẹ hết trơn. Trời ơi, ốc. Chồng cái buông này lại, cứ từ từ quýnh đi, không từ từ thua. Giờ thua giờ sẽ lắc mà. Trời ơi, ấy còn ngọn chốt đi, chốt mình xui. Chốt mình xui đi quá đi, đi lẹ lẹ lên. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Chồng luôn. Chồng luôn. Luôn ghê quá vậy, kéo về mày thủ đó, thủ này thủ trong cứng cờ rồi mày nếu phải về thủ rồi nghe công luôn đi sợ quá mà công này biết không, công không có nói gì chứ nó công gì nè, công vọng không, người ta công luôn á, không là phải đại có cái mũ đội con này nó công vọng không có nói. Trời ơi, con chốt nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Chú mày bảo tôi trời ơi, thức đêm đêm dài. Trời đất ơi, dữ hoài ta. Dữ hoài quá vậy ta. À, xe qua đó, thôi xe qua đó tao cũng ăn đâu. Ăn mày kỹ quá, thôi vô. Dân dân hỏi chủ quán có cái giấy sắt nào cứng cứng rằng tao ngồi tới quán đóng cửa vậy. Bán cái cây này tao ngồi hồi nó gãy hết. Không? Trời ơi. Thức đêm mới biết đêm dài á, tưởng ăn lên mày, tao bị tưởng ăn lên. Không ăn lên là đời là bể khổ mà tình là giấy quán. Không? Tưởng mà ăn lên là đâu hát cái bản đời là bể khổ á. Chốt dân đã bắt tự này cái gì vậy, chết đụng tay tôi mấy hồi tôi dân sẽ ra bắt tôi đi con ngựa nó chết tôi hết giờ kìa, hết giờ kìa, hết giờ kìa, 3 phút nó 3 số 0 mình số 3 mà nó 3 số 0 tương đương quá giờ hả ăn giờ ấy nửa tan mày chưa hết con mày kêu ăn nửa ăn nửa ăn nữa rồi chắc quê quá trời này quê quê nhớ ơi quê nhớ ơi quê nhưng mà chắc quê tưởng này
chắc nó nằm đây, nó lo điện chốt không ạ ha, điện chốt không ạ. Dạ, bây giờ nó cản lại, cản để mình ăn tự tập vậy, cản à, lên. Máu nhiều quá cho nên tao không biết đi chỗ nào luôn, để tao làm trước này đi. Chít nhà chít thôi rồi, chiếu và bắt là nó này chít tùm lum rồi thảy ngựa xuống nè, thấy không, chít nè, thấy không, trời ơi. Không, cản lên, nó đang có xe mình mới. Đừng nói bậy, đang quấn đồ. Đâu, đi đàng hoàng á. Đồ tiền hồ, trà. Ừ. Thì ông giỡn vậy thôi chứ. Đang quấn đồ. Em đi về một cái. Ba phút một quấy nó có ba cây đủ hết. Mấy giờ không được chết đâu. Không chết. Chết được. Anh điên anh hết đường đi. Tiếp tiếp mấy lần rồi đúng tiếp rồi. Tiếp tiếp anh quán anh. Quán rồi. Giờ không quán cũng thua còn mấy giây à. Đường nào giờ quán không quán cũng thua à. Hồi đó mà thấy con ngựa chiếu mình hết đó nghe. Anh phải qua bắt con pháo anh thấy tôi lẹ rồi không? Thấy người chiếu nó ra tướng là nguy hiểm lắm biết không? Ừ. Mà anh thấy tôi qua bắt pháo ác con pháo là không biết anh mà. Chiếu hai cái nó leo lên anh làm gì? Chiếu cái cho qua đây, chiếu cái xí xì. Không có, cũng được. Chiếu hai cái nó cũng phải vô à, nó lên. Để đấy, đó lẹ ăn không? Thôi mà quá bắt pháo là ăn trùm. Mình ăn giờ người ta mà mình đâu có cần lựa mạo hiểm phải không dân? Không? Mình đã đầu vòng vô rồi tấn xe lên bắt pháo đè rồi. Chỉ nha, à, chút nữa cho chỉ. Chờ chỉ. Nước xong mình vô trong thì đi vậy đi qua không mà. Ngoài chỉ. Có hoài lúc nào cũng sáng cả. Dọn lửa lên anh uống xì luôn. Đúng rồi, nãy con pháo tớ nhẹ quá rồi, thấy không? Hết giờ hết đi. Đây ai chấp cái hả? Cái ai vô ai không có chấp cái hết á. Có ngày vợ mình vô chấp cho ba cái. Chấp nữa luôn chứ ba cái. Đi vô đi. Ba cái cũng bằng gì, ba cái. Bốn cái rồi. Giờ đi vô lại cũng được. Mấy tay vô nhà. Không khác không biết cái gì đi. Chấp tay thôi. Chấp tay thôi. Quýnh hồi của anh giờ này nó đốt ở không tính nó đập gác mà thôi anh giờ biết rồi không có hỏi không thấy tôi hay hỏi nữa thấy tay giờ qua giờ kêu ly cà đá chanh nói là đợi cái đồng hồ kêu ly đá chanh đi cho qua nước nào khó cứ ngồi năm mười phút ra hết nào cho ngựa nào nhồm lên thử ta coi. Lên cứng cổ gan liền ta sẽ xin nó tí huyết. À, lên đạo đường đây hỏi lượt lên một đường bên đó xe tao khỏi chặn. Không lên đây tao mất công chặn còn ngựa mày lên đây tao để cho đi luôn á. Lên được không? Đâu. Hiếm máu phải không? Có hiến máu nhân đạo phải không? Ừ.
nào cũng có hết. Ê, còn thằng này nữa. Không thấy bóng nhiều thằng. Thấy bóng. Mai là sớm này vậy. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Cánh cỏ luôn. Rồi chiếu rồi em kia con mẹ con đây chiếu quấy sao vậy? Cậy. Chú quá cũng chơi nữa. Không có đâu. Nó hỏi nha, quýnh tờ đừng thấy tôi hay là làm bầm hỏi. Thấy người nào hay rồi. Cánh bên đây tao quấn mày lẹ lắm á, tao bảo tao biết á. Rồi mày ăn về đi rồi đủ bên đây tao làm mưa làm gió lại thằng kéo bên mà. Giờ tao hỏi mày ăn hay không kìa, phải chơi ngay giờ xuống báo giá kìa. Ngon á. Anh đừng có chơi được ba cái này cũng nhẹ đủ. Có mấy nước này anh coi là tự đục. Bữa nay lên ba nước cờ luôn. Ghê vậy hả? Khỏi cần học sức quen liên quan gì. Trời ơi, thức đêm có biết đêm dài. 1, 2, 1, 2. Cái tàn người ta tính nhiều mình thi tàn thì giảm ăn. Cái chết mẹ bắt ngưỡng nói không? Quên, quên, quên. Chết rình hết núi này rồi. Xin lỗi em. Còn qua xe thí nữa hen rồi. Không có hỏi nghe, đừng thấy tôi thấy nhẹ quá ha, nãy giờ thấy ông xin vậy vậy, nhẹ ký quá, nhẹ quá. Rồi, bắt buộc chết. Về dưới chút đầu. Mình đầy cái giống rồi qua xe đây có nhiều hết. Kia mày không hai xe à? Quên kia mày không hai xe, quên kia, quên kia. Trời vừa qua chị chắc nó rụng kim quá, từng nhiều quá chú ha. Đây chú Việt, chú cháu đây, chú cháu mình cũng đây thôi. À, cái nó quẹo chốt vô bắt mình, nó không bí nó lọc cái nước này đâu hay đó mà. Cái mình chạy xe mình bị bí rồi, phải chạy về rồi. Chạy xe đâu mà bây giờ. Ừ. Hay à, cờ thế của Phan Chị Châu. Đúng không? Ủi qua cái mình vừa ăn vô là chạy xe. Chiếu rồi nó chạy xe. Nguy quá. Hả?
nó vừa hôn quý cái mình đủ quý ra cái liền ha.